Ha ha.
Ông về đây ăn thử xem ạ. Em bảo về đây ngồi bên đi. Ngồi bên nào? Ăn cái nào? Đi ăn thắng cố. Tao phải ngồi gần mâm thịt cơ. Chị Yên ơi, chị Yên có nghỉ tay không? Bà ấy nào ngồi luôn. Ờ ngồi đi. Thế ăn sang bên này đó. Ngồi ngồi gần thằng Bảo. Thì kỳ tệ cháu. Ăn sao? Cái này vừa bé thôi. Ngồi ăn thịt đó. Ăn đi ăn thịt thì ăn. Không để đây làm gì ạ? Bà ăn thịt đó. Tốt. Ăn kem á. Kem đi. Vừa rồi. Nhạt. Cái này là mất 6 cân. Cái bọn này. Cái được bọn này. Ừ. Ai à, kinh để vô ba bình. Kinh để. Hả? Để vô. Không ăn chia cay em nữa. Này mày cay cho cái xả vào. Khác. Thôi á. Rồi, đặt kia bạn. Nhớ. Lấy chưa về. Thế á. Ông Huy đây. Hoài Huy. Mà là anh. Về đây, hả? Về đây hay bác. Về đây. Ôi trời, bị sao. Ờ, Huy về đây hay bác anh. Bác sẽ cho đâu, tao đi vào rồi. Có vào. Ăn vô hố, ăn chị thì cũng được. Em để tủ lạnh từ cái lúc em chắp nước ra xong rồi cho ra đấy cũng được. Đúng rồi, cái này để tủ lạnh cũng ngon. Trời ơi, mẹ không cầm vào đâu. Đủ nước ra dạ. Cái nước đấy ướm cái ngon. Cháu dạ. Cháu con người ăn nào người nhí cháu. Để chị ăn. Ai cứ sủa sủa ấy. Thôi một cái bánh ăn. Mỗi người một cái bánh mì á. Ăn chỗ này hồi lấy mày con nhá. Đấy, cái đấy hồi ăn. Cái này luôn sẵn sàng. Nhờ cực gọi. Bởi vì phải tắm máy liên tục. Thank you.
một giờ này sẽ thăm nước này á. Có không mẹ? Được quá. Thế nào? Bé. Bé không nhủ à? Để lâu làm gì chứ? Để lâu nó mai nó mọc dữ. Đẹp cứng quá đi. Thối hết mẹ. Thế bảo không ngủ trời mưa. Không, ở bên trong không có hạt đấy. Để, ở nhà chú có nhiều.
không nhận con này nữa. Thank you.
Chọn được quả nào là chọn mà vẫn có quả ngon thôi. Thế thì nó không là sao đâu.
đi về có ngồi lâu nặng từ đấy. Cô kia đứng lên mình cô lại vào. Cô lấy phần nữa đi. Ôi giời, đảo đầy chẳng có đi luôn. Cô lấy phần nữa đi. Cô lấy mình 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 nữa đi. Cô lúc đấy nó bảo chưa đông, nó bảo con là được rồi. Đặc biệt nó là cái bảng gần năm nhuận đấy, cho nên là quả kiết nó không tốt đâu. Lý báo hàng cuối của nhà Lý. Nó làm buồn năm buồn hồi đấy. Chồng này à? Chồng này nó đi làm bắt cũng khó đấy. Bán thế phải hết về. Gần tháng tư chị. Mưa à? Rồi. Ổn chưa? Ổn rồi. Khác cái điều về đây. Tí nữa là ông Bình không biết kiên cường cơ gì. Cần dưới. Rồi. Cảm ơn nhá. Rồi. Ok. Vợ bà đây này. Vợ bà đây này. Giới thiệu luôn. Vâng, chồng cháu lên nữa. Vâng, em lấy cho. Để trong bao à? Không, lúc nay hôm qua em cởi ra, xong sáng nay em mới lấy. Như cái chợ thì biết làm thế nào? Sáng 13 thôi mình cứ không gì nhá. Có phải là về ra. Ngồi trên xe nó đổ của đồng bằng đấy. Có cân nhá, 1 cân 4 mình thôi. Các cụ đi nhanh hơn, nó lại các cụ còn ở lâu rồi. Nhé. Tà rồi. Nhất thì thôi hiểu. Nó trong rừng. Không phải đào phố. Đào này nó mà không giao tiếp rồi mới cũng nói nhỉ. Đào tiên. Tối rồi. Một bát thôi. Quên, hôm qua cháu chọn hết quả bún rồi nhưng mà nhưng mà vẫn bị mềm. Nó cao, bên trong nó toàn bị cối thôi. Còn quả cứng thì ăn thì nó lại non. Em là không ăn à? Em là không ăn anh cũng buồn. Không, em đặt rồi, buồn cười rồi đấy. Thank you.
đang tắm á. Nghe chú bảo bố tông, bố gọi cho bố tông ấy nhá. Có gì á?
dài kìa. Của ai? Đầu gối thì đây đấy, nó bằng hết đó.
Thank you.
Tôi lấy cái nào đấy bây giờ chỉ cần nhập thôi chứ không lấy.
Thank you.
thêm một miếng thịt. Ừ, đâu quên đi vào. Để đảm bảo tất cả các loại giấy tờ lên đèn không bị thủng nát, tôi như em đèo nhắc vào đây. Cho đây luôn cái ai để đi mẹ mình. Ai để rồi đi. Nếu mà lấy cả nè, lói ở trong là cay lắm. Lấy bên sau thì lâu. Quay trống lên sau là gà sao ra được. Cái này là tốt nhất là đùng gà. Còn đùng lợn thì lại không hợp. Thank you.
còn nó to thế này chị. Vâng. Cũng mà bắt giữ ủ hà 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 bằng lái xe đăng ký xe FDHC sổ đỏ thẻ bảo hiểm quân huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác các thẻ đèn lấy ngay sửa khóa cắt khóa ô tô sửa khóa chúng tôi sẽ thẻ đèn hết bản lấy ngay các thẻ căn cước bằng lái xe đăng ký xe FDHC sổ đỏ thẻ bảo hiểm.
thôi chị về thầy Thái Mộng non rồi. Chị ơi.
Thank you.
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung. Cái ai cũng không giải. Gặp bây giờ sao bà? Ăn Tết bạn. Ờ. Có gì đâu. Đang
phải chọn kéo đấy. 8.000 con. Vâng, cháu vừa mới hái thôi. Nó không bị thối đâu bà ơi. Cái nào thối thì bà lấy ra cho cháu. Cháu vừa hái thôi. Quả nào cháu lấy quả nào ra quả nó kiểu mất ngủ thế này. Vâng, cháu ơi. Dưa ngon quá nhỉ. Dưa nó dưa ngọt thật đấy nhỉ, ngọt mà ngon nhỉ. Ôi cái này nó không hỏng dưa đâu. Dưa sạch đấy nhỉ con nhỉ. Nó không bị hỏng cái không.
con bố mẹ ăn cá dế thì con ăn. Lấy hết ha. Tính quả chứ không cần. Cần đi. Cả 10.000 thôi. Cần đi. Ở đây em cần. Hai cân ba nha. Bố cũng thích ăn ngô, ăn thích ăn cơm này. Ăn ngô đi. Được. Được má. Về đây. Cảm ơn. Đây. Cảm ơn, chào anh được. Ngon không? Mấy người ngồi cho chân ở cơm á. Cầm cao lên thế này, đừng đặt xuống. Bận nhá con nhá. Đấy, để cho bà mới nhá.
thế à? Hàng dưa này và ít thịt lắm. Bao nhiêu cân ba ba đấy? 320 một con này. Bà Nhung bà cứ gạ bán hộ. Chị ơi, con như con bé kìa. Ba tiền cân đây. Sao lấy nó? Chị ơi, tình tình người một đấy, tình người một. Quá để riêng đông đấy rồi. Đây chị ơi, 3 cân rưỡi con. Đây. Ông hỏi chị có làm giới kìa, ra ngoài rồi. Con kia nó ra ngoài rồi. 35.000 thôi chị ơi. Kia. Bà có rồi con. Đá không có đá rồi cả. Đá 60 con ạ. Đây chị chọn đi. Có gì đây nó phải này về tổng nó cho bạn ăn. Muốn à? Không. Chạy hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Còn hết đống ngô đấy à? Còn hết rồi đấy. Hai cân bạc. Gì á? Qua bạc khoảng mấy con yến? Cho cô ít chai. Sao ngày nào? Cô cho con bé cũng được. Khen thử cho cô thế nào? Thiếu thì con ngót vào cho nó đủ cho nó. Cầm cái chân lên đến. Bầu bí nước vào ơi. Con to chắc nó quấy được cái nhà 6 người lạng nhỉ? To đâu rồi. Lúc nãy họ lấy rồi. Họ lấy rồi. Bà ăn con đi. Bà ăn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nuôi cho nó to to thì nuôi ba con này thả vào bể40.000 một túi đấy. Thank you.
Nước tắm này.
chắc không đánh nướng lên cái nó muốn bán hết nướng lên thì cái ba lại cháy vâng, cháy ăn ăn gì không? Củ giấy trắng ạ. Để làm gì đó? Làm thuốc ạ. Thuốc gì làm lâu lắm này mà. Thì làm thuốc ạ. Đi đâu? Về ngay đi. Về luôn đi. Không chồng cố. Muối làm về cho chồng ăn. Cháu ơi. Cái bạn cứ đồng nào thì cứ nào mua. Thiếu bệnh ngứa mà. Đầu rắn đầu nào. Vâng, đầu rắn đầu nào. Vâng vâng. Có rồi. Này phải trên lấy cho núi rồi mới có. Dạ, ở trên đùi á. Vâng. Để 6 cân cho bác nhá. Cứ tiền cho nó. Đã 3 cân ạ. Của bác 5.000 bác thôi. Ngon lắm. Ngon biết rồi, trong lấy đi ơi. Lấy em cứ chẳng có chị đi. Về chữa bệnh chị ạ. Bình thường thôi chị, cái này không trúng người này, ngứa đâu khô hết rồi. Vâng, khô rồi. Chứ bán khổ đi đó. Sao ấy thấy? Ra giấy trắng kìa. Tất cả chị em nhắc tí mà lấy trắng thôi con. Đây làm thuốc. Đấy làm thuốc cho bạn. Là của chị là bác. Động rắn đầu nào? Không, đau lưng cũng được chị ạ. Các bạn phải lấy, ta phải lấy luôn. Chú gì? Hôm mai mình dạo có cái chẳng chị ạ. Mai thì phải nhớ, có gì lấy ạ. Không, đi làm thuốc rồi. Là rồi. Thôi ăn cho ai. Dạ, của chị bác tháng 2 chị ạ. Quay đi ơi. Quân trả khó kiện là khó hết. Đẩy đi bác ơi. Phải bán này không? Đấy cân à? Vâng. Cân thật mà. Đấy đi bác ơi. Hôm nay mang giấy vật cho thằng này. Nổi 2-30 cân nhãn. Lấy bao xem nào. Bà mấy cái giờ mấy ngày em kia kia kia. Cái này nó to quá.
cái này là cái gì em? Đây mẹ ăn. Không ăn lợn mình mang lên đâu. Mà phải lợn đây đâu. Đấy, mua ngay chỗ chân ấy, chỗ đường lên khe khao ấy. Mua ngay dưới mà. Chặt mạnh. Ngon lắm cháu. Đây chị này. Đoạn này là không chịu nhựa nói lấy dưa lê xếp vào túi. Không cứng nhựa là không cứa là nó quá đẹp. Chú anh à, có gì đấy? Độc là chỉ độc á. Có ngứa. Đun nhừ thì cái không ngứa đâu. Được chưa? Vâng vâng. Chặt đốt củ này cho nó bể đi. Đây, lấy củ to này mới thích nè. Đây, đây, đây. Nói tiên đấy. Hai cháu. Về nóng ấy thì vậy. Đi cháu ơi. Cứ thế là con bây giờ đi bán mổ rồi. Mua gì đấy chị ơi? Vâng. Hết cái này đi. Này đó. Bây giờ mới 8 giờ mà. Vâng. Để em lấy. Lấy hôm nay của này đi. Xin luôn. Ăn được đâu rồi, lấy là gì? Chị cân rưỡi ạ. Con mất một củ. Đấy còn cái đàn ca đi xe khách thì cứ sợ một tó thôi. Chữa bệnh luôn cho Hoài. Ngứa mồm. Ơ chị Hoài đấy nhiều quá. Đặc trị ngứa mồm này. Hai cân. 20.000. Này. Đặc trị ngứa mồm cho Hoài. Ăn cái đủ mềm. Cái thứ nào nóng mồm thì cầm để vào đây này. Đặc trị là...
Em làm gì Vương? Em đang làm giàn. Anh hỏi em làm với. Ừ. Cây xong rồi. Còn trẻ cây nào không? Ngồi đào rồi. Đây em cắt đấy cho anh một nhé. Cắt dài. Nước đưa. Anh ơi dây này. Đúng rồi, đưa đây.